Xin chào các bạn. Lợi dụng những người là phế binh sau cuộc chiến năm 1975, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng lực lượng này để moi tiền đồng bào hải ngoại. Các tổ chức phản động trong đó Việt Nam, hiện nay Lê Ngọc Thanh, Lê Xuân Lộc cùng số linh mục cực đoan đã ra rã các hoạt động như khôi phục tư tưởng của Đình Diệm, hội cờ vàng bao que, lập các trang mạng chống nhà nước, bôi nhọ thành tựu cách mạng, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước, cung cấp tin tức cho nước ngoài, vu cáo tình hình tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn cơ chế lừa bịp, hôm nay xin bóc trần một gốc quốc do các linh mục chống nhà nước lợi dụng người sau cuộc chiến để moi móc kiếm tiền một cách vô nhân đạo. Thực ra số tiền các linh mục này chi cho thương phế binh cũng như một số cái gọi là tù nhân lương tâm chẳng qua chỉ đến trên con số vài ngàn đến vài chục ngàn đô, trong khi đó chúng nhận hàng trăm ngàn đô để rửa tiền cho các hoạt động của các tổ chức phản động Việt Tân, số chống đối nhà nước Việt Nam. Chúng đầu tiên lập ra một cái ban, trong đó có đại diện các linh mục là cựu quân nhân trong và ngoài nước, các tổ kế toán, truyền thông được chúng xây dựng khá chuyên môn nhằm thu thập các hình ảnh đời sống khó khăn của thương phế binh, rồi kêu ca tình hình tại Việt Nam nhằm để các tổ chức phản động rủ lòng thương. Các bạn có thể xem trong bảng kế toán sau đây, chúng ta có thể thấy rằng việc thu là gần 3.000 đô, nhưng việc chi cho các tù nhân chống đối chỉ là 250 đô. Cũng vậy, trên bọc thô chúng kêu gọi trực tiếp để đóng góp, và sau đây là những hình ảnh về việc quyên góp tiền bạc trên các diễn đàn chống cộng trên Bonhoeffer, mà mục tiêu là muốn gom tiền dùng phế binh Việt Nam Cộng Hòa để rửa tiền cho các hoạt động vi phạm pháp luật tại Mỹ, EU của một số hội nhóm phản động. Như vậy là chỉ qua một cái clip ủng hộ yểm trợ nói trên, các bạn đã thấy rõ bản chất cần cần ăn sắc hối của lũ linh mục chống nhà nước này. Việc khám bệnh tặng quà không đáng bao nhiêu tiền mà chúng đã dùng số phế binh này để rửa tiền cho chúng. Thật đáng thương và đáng trách với những hành động của số linh mục chống đó này. Thời gian qua, chính linh mục Lê Ngọc Thanh và số linh mục cực đoan đã hợp thức hóa rửa tiền hàng triệu đô la qua các hoạt động như thế này. Cứ mỗi độ xuân về, nhìn gương mặt hốc hác của số phế binh mà chúng chụp được chính lại là cái cớ mà chúng vu cáo tình hình trong nước của chính phủ, của đảng và nhà nước ta về an sinh xã hội. Mong rằng các bác phế binh như tên gọi của số linh mục chống đối hãy biết nhìn nhận sự thật, đừng để các kẻ khác mượn danh lừa các anh, các bác thêm lần nữa. Bên nhau đi nốt cuộc đời chỉ là bài ca muôn thở của những kẻ mang danh Chúa lừa phỉnh đồng bào hải ngoại. Trong khi đó, thương bệnh binh quân đội nhân dân Việt Nam thì lại khác, và rất khác các bác, rất khác những người phế binh, là họ là những người tàn nhưng không phế. Nhờ chịu thương chịu khó, gia đình thương binh Trương Cao Vân nay đã thoát nghèo, nhà cửa khang trang đầy đủ tiện nghi. Vượt qua nỗi đau thể xác do di chứng của chiến tranh để lại, thương binh hạng 1/4 Trương Cao Vân ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đó là thương binh tàn nhưng không phế. Năm 1984, vừa tròn 20 tuổi, chàng trai trẻ Trương Cao Vân hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Đến năm 1987, anh xuất ngũ trở về địa phương, trên mình mang nhiều vết thương, tỷ lệ thương tật là 81%. Sau 2 năm lấy vợ, cuộc sống gia đình dựa vào mấy sào ruộng và tiền trợ cấp thương binh 1/4 của anh nên cũng khá chật vật. Với suy nghĩ thương binh tàn nhưng không phế, anh Vân mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đầu tư xây chuồng trại nuôi heo, bò, gà theo mô hình trang trại khép kín, đồng thời chuyển đổi cây trồng theo hình thức luân canh lúa, đậu phụng, bắp lai, dưa hấu, mè. Hiện tại, thương binh Trương Cao Vân làm chủ 2 hectare đất lâm nghiệp trồng keo lai, 7 sào ruộng, trong chuồng lúc nào cũng có hàng chục con heo và bò. Anh Trương Cao Vân khoe, sau khi trừ chi phí bình quân mỗi năm, gia đình thu khoảng 70 triệu đồng. Nhớ lời bác dạy, thương binh tàn nhưng không phế, nên tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để lương thiện làm ăn,
phụ với vợ nuôi con ăn học. Hiện nay con tôi hai đứa đều tốt nghiệp đại học, một đứa đang học đại học năm 3. Mình ráng sức trước là xây dựng gia đình mình, sau là đóng góp phần nhỏ cho xã hội. Mọi chủ trương của nhà nước đề ra tôi đều sẵn sàng hưởng ứng. Nhờ chịu thương chịu khó, gia đình anh thương binh Trương Cao Vân nay đã thoát nghèo, nhà cửa khang trang đầy đủ tiện nghi. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Vân còn là tấm gương sáng. Anh thường xuyên giúp đỡ hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng mùa vụ, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích, đi đầu trong các phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Ông Nguyễn Văn Nho, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hết lời khen ngợi thương binh 1/4 Trương Cao Vân. Đối với anh Vân, hiện đang hưởng chế độ thương binh 1/4 ở địa phương và là một trong những người làm kinh tế giỏi, hàng năm thu nhập khá. Hiện nay anh nuôi con ăn học tới đại học và thực hiện tốt các chủ trương của địa phương. Thương binh Trương Cao Vân thật xứng đáng là một tấm gương sáng vượt khó vươn lên để mọi người noi theo. Và thưa các bạn, sau đây mời các bạn đến với đoạn video clip, mời các bạn đến với một phóng sự của đài truyền hình Vĩnh Long về những người thương binh tàn nhưng không phế, để các bạn thấy được những người thương binh dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn luôn thể hiện rõ bản chất, vai trò và vị trí cũng như trách nhiệm của mình với xã hội, chứ không phụ thuộc vào xã hội. Họ dù tàn nhưng không phế, và đã làm nên rất nhiều, được rất nhiều người trong xã hội quý mến. Mời các bạn. Thưa quý vị và các bạn, rời khỏi quân ngũ năm 1987 với tỷ lệ thương tật 2/4, ông Nguyễn Trung Tính trở về địa phương với sức khỏe chỉ còn lại 39%. Cuộc sống khá chật vật khó khăn, nhưng bằng ý chí vượt khó không ngừng, ông Tính đã vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay của mình. Trở về quê hương với nửa chân trái đã bỏ lại chiến trường Campuchia, bàn tay trái cũng không còn nguyên vẹn, người thương binh Nguyễn Trung Tính không khuất phục trước khó khăn. Với hai con đất gò, gia đình chia cho hai vợ chồng khi ra riêng. Hai vợ chồng ông cất cái chòi để làm rẫy. Ai mướn đống mía thì vợ chồng tôi là đi đi làm thuê làm mướn. Đó, rồi bắt đầu đất cai mà người ta đi làm ăn xa, người ta bỏ lại, người ta cho mình mướn. Rồi từ bắt đầu mới gom mần rồi dành dụm, rồi bắt đầu được số vốn. Số vốn bắt đầu mới đi mua được 2 công rưỡi đất. Hay là cũng như tổng cộng luôn đất nhà 2 công nữa là 4 ngàn mấy mét vuông. Mới mua dành dụm mua bò. Đó, nhờ cái rồi chăn nuôi rồi trồng tỉa. Rồi trồng nuôi cá. Bình quân mình năm thì chắc có lẽ là từ 80-90 triệu. Thương binh Nguyễn Trung Tính còn giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em đồng đội, người dân địa phương phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, ông Tính còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phong trào thi đua yêu nước, cũng như đóng góp cho địa phương thực hiện nhiều công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới. Trên cái tinh thần đồng chí đồng đội thì đồng chí Tính này đã có sẵn sàng là chia sẻ những cái kinh nghiệm, rồi những con giống, những cái cây trồng. Nếu mà hội viên có những cái nhu cầu thì tới đồng chí Tính sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Từ một gia đình nghèo khó, giờ đây gia đình ông Tính cũng thuộc hàng khá giả ở địa phương. Bước sang tuổi 58, nhưng người thương binh này vẫn hăng say lao động phát triển kinh tế gia đình. Một năm vậy mà trên trung bình là 83 triệu một năm. Bây giờ mình cố gắng là từ 100 hoặc 120, 120 triệu để cho cái kinh tế gia đình nó ổn định và cùng phát triển theo cái mà xã hội. Một thời cầm súng chiến đấu vì độc lập dân tộc, trở lại với cuộc sống đời thường, người thương binh Nguyễn Văn Tính đã làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Ông vinh dự nhận được nhiều bằng khen nhà nước trao tặng. Đây là